ตาtrước khi thảo luận tôi xin thưa ngài bà đại sứ Chanwanya Phongthito phó tổng thống cộng hòa liên bang Myanmar nhân dân Trung Hoa thưa ngài Take Hiko vị ở Hà Nội tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 6 Mekong mở rộng G7 nhân dịp kỷ niệm 25 năm của cơ chế hợp tác đầu tiên của khu vực Mekong và có chung khát vọng về hòa bình, thịnh vượng đã gắn kết 6 nước chúng ta trong lợi ích hữu nghị và cùng phát triển của khu vực Mekong. Khu vực Tây Mỹ đã trở thành một cực tăng trưởng ở châu Á của Liên Hợp Quốc. Đời sống của người vùng biển có đường bộ, đường thủy, đường sắt và đang cùng nhau thảo luận cảnh giác về thách thức những cơ hội ở Otina phát triển ngày càng mạnh mẽ. Trên tinh thần đó, tôi chỉ muốn mê trong lần thứ sáu. Cảm ơn các bạn.